rất là cắt lợi. Rồi chào cô chú anh chị các bạn, hôm nay là mình với các team thử thách và mẹ các team thử thách thì anh em mình nghe thông tin là Tài Linh chiều nay sẽ xuống Mộ Cậu. Đúng rồi anh, nghe nói Tài Linh mua vé máy bay bay về đúng ở như, Việt Nam rồi. Đúng rồi, như là tới nói là từ đây cho tới có khoảng 4 giờ là sẽ lên đây. 4 giờ chiều nay hả? Ừ là 16 giờ. 16 giờ thì nghe nói là như là Tài Linh về gần xu ghé đây, ghé ở nhà của cậu Năm á, Thắp Nhang. Rồi nghe nói là Bình Tinh nè, với Vũ Lưng cũng là ở Pháp. Đi về là như là đi xuống chung một chiếc xe luôn. À. Đó, thì hôm nay là anh em mình đến đây để thông báo với cô chú anh chị các bạn một thông tin đó. Để chiều nay anh em mình sẽ cập nhật cho cô chú xem. À, rồi giờ chắc rất được nhiều quan tâm luôn á. Đúng rồi. À, anh mấy anh em đây cũng nói Bình Tinh sắp lửa lên nữa nè. Ừ, đúng rồi. Như là ngồi đợi mà Bình Tinh với Vũ Lưng là chiều nay xuống đây. Nên là anh em mình vô đây để cập nhật. Anh em mình ở đây tới chiều luôn nha. Đúng rồi, nghe nói đang trên đường xuống á. Ừ, đúng rồi, đang trên đường xuống. Nên là mình vô đây mình cập nhật để cho tình hình của chú xem. Thì buổi chiều thì mình thấy là có một mâm bánh. Wow, quá trời luôn ha. Thôi cái này là bánh bông lan, bánh bánh bò, rồi bánh bánh tùm lum bánh hết luôn. Bánh mì dôi. Bánh mì dôi hả? Bánh mì dôi. Nên là bữa nay là nói chung nha, 102 ngày của cậu rồi, mà như là đồ ăn của cậu quá trời luôn ha. Đúng rồi. Quá trời, đợt này cậu lên ký rồi. Wow, lâu quá mới thấy bánh in nha. Nè bánh in nè, phải không? Đúng rồi. Wow, của mình này ngon lắm. Cô vô. Cái món bánh bánh in này. Mọi người đại diện hả? Mọi người đại diện hay sao? Con thôi. Con đấy cô ơi. Con đấy. Con đại diện cho con. Đại diện cho anh em uống nước ha. Anh em cứ yên tâm. Cô là của ít lòng nhiều. Cô thương anh em YouTube là trong thời gian qua đã dọn dẹp khổ. Để dành cho anh hôm nay là thứ tư rồi, hôm nay cái đó để thứ tư. Đúng rồi mình nói gì để chia sẻ đi. Giờ mọi người đang nói chuyện về vấn đề của khán giả, nhưng mà giờ mình trở lại với câu chuyện mà chiều nay của bây giờ mình vô trong đi. Ồn quá hay là chỗ Mộ Cậu này để chia sẻ cái này nè. Chiều nay là Tài Linh sẽ mua vé về tới sân bay là vào lúc 4 giờ, nghe thông tin vậy. Xuống đây là thắp nhang cho cậu Năm Vũ Linh. Như là từ hồi lúc mà cậu Năm mất tới giờ, Tài Linh là mong muốn để về đây để thắp cho nhang cho cậu Năm Vũ Linh. Mà hôm nay là cái điều mong muốn đó là trở thành hiện thực. Wow. Đó. Nên là bây giờ anh em mình ở đây cập nhật ha. Đúng rồi. Cập nhật chiều có gì nếu mà Tài Linh nè, rồi khỏi Mỹ nè, Vũ Lưng nè, Bình Tinh nè, rồi là sẽ xuống đây. Nên là hôm nay là anh em mình ở đây để cập nhật nha. Không biết có chị Ngọc Quyền không ta? Anh nghĩ là chắc có, tại vì Ngọc Quyền với anh Vũ Lưng với Bình Tinh là đang diễn ở Pháp mà. À, về rồi mà, nghe nói về rồi mà. Về rồi mà, như là về cũng phải nghỉ mệt chứ. À. Nghỉ mệt mới xuống đây chứ, không nghỉ mệt sao đi nổi em. Đúng rồi. Đúng không? Đó, fan hâm mộ bển đó kìa, đang cũng mọi người bển đang đợi chị Ngọc Quyền đó. Đúng rồi. Ngọc Quyền với lại chị Tài Linh. Tôi Tài Linh. Ừ, đúng rồi. Đang đợi chiều nay xuống. Là có Vũ Lưng. Chị mà nếu mà đây có thấy chị Ngọc Quyền với lại Bình Tinh với lại cô Tài Linh về, chị vui không? Dạ vui. Vui hả? Chị cũng muốn gặp cô Tài Linh ha. Như là Tài Linh là từ lúc mà cậu Năm mất tới giờ là chưa có về được. Đúng dạ. Rồi. Như là khi chiều nay về có khoảng 4 giờ. Wow, vậy cũng đang mong chờ đó mọi người ơi. Như là nói chung nha, là khán giả ở đây là cũng như là này, cảm thấy không? Đó là nghe cái thông tin được là Tài Linh về đó, như khán giả đứng đây để đợi Tài Linh. Đúng rồi. Đợi Tài Linh với là Vũ Linh với là Bình Tinh xuống. À. Là đang đợi, như là mấy cô là từ hồi sáng giờ nghe thông tin như là không về luôn. Chào chị. Chào chị. Nói chung đây là cô chú đến thắp nhang cho cậu Năm Vũ Linh, còn xuôi lại để ngắm cái mộ của cô Thanh Hương Huệ. Cái mặt trước đó cô, cái mặt trước đó đẹp. Dạ. Cái này mặt sau. À, này mặt sau, mặt trước là đi đường kia kìa. Dạ đúng rồi, đi đường kia bọc qua mặt trước. Rồi hai xuôi chụp đi, đây là tụi con quay hình là về bắt lên thấy luôn.
Rồi. Là lên đài luôn ha. Dạ lên đài luôn, lên sóng luôn. Như là mấy cô cứ nán ở lại cỡ khoảng chắc 4 giờ tài Linh xuống á. Dạ dạ. Con nghe được thông tin. Ơi. Dạ. Anh ơi. Dạ. Yeah. Bây giờ em cũng nghe thông tin á là nghe nói là hôm qua chị Thu Mỹ hồi sáng này gì đó chị Thu Mỹ đã xuống nhà rồi, xuống nhà thắp hương rồi đó. Không, thì đó như là bữa nay đã nói em nè, chắc em nghĩ trên là cậu Năm là Thu Mỹ nè, đúng rồi. Chị Ngọc Quyền nè, Vũ Lưng nè, Bình Tinh nè là đợi chị Tài Linh 4 giờ nay xuống máy bay là sẽ bay về đó đốt nhang, còn chú là cùng nhau kéo xuống đây luôn nè. Đúng rồi. Đúng không? Chiều nay là hứa hẹn cô chú là cực kỳ là ngon luôn, những cái gì khán giả mong đợi, em hiểu không? Đúng rồi. Thật sự mà nói thì nghe thông tin này cũng mừng ha. Đúng rồi. À, cũng rất là háo hức để mà chờ đợi, tại vì gạp chuẩn bị dở nè. Đúng rồi, đúng rồi, gạp bên đây nè cô chú. Đúng rồi. Chuẩn bị gửi. Gạp chuẩn bị dở rồi. Gạp xuống là xong xuôi là để cái mà mộ cậu á, như là có cái lỗ âm dương đó, có âm có dương. Đúng đây rồi. Đây là như đất là trời. Đất trời, đúng rồi. Ở phía bên kia thì thấy cũng có khán giả đang tham quan mộ nè. Tham quan mộ và chờ đợi luôn em ơi. Ở ngoài có đám tang, chắc là đưa đi ăn táng quá, đưa đi quả táng quá. Quả táng, quả táng. Ờ này chắc quả táng quá. À. Tiếng ơi. Hả? Em gái bến cá kính viếng cầu, kính viếng nghệ sĩ Du Linh. Thì ở trước đây là mấy có ta tấm hình em quá trời đẹp luôn ha. Quá đẹp ha. Ừ. Hình của cậu này nhìn này ha. Ồ. Từ cái ánh mắt của cậu như là đóng nhập vô vai là giữ, hiền là hiền ha. Đúng rồi. Ừ. Đúng không em Thảo? Đúng anh. Chính xác không? Quá. Như là cái này là cậu đang giữ nè. Đúng không? Đó, nhìn thấy mặt không? Quá dữ không? Dạ, còn đây nè, di chuyển bên kia, di chuyển ra đó, đây nè, hiền nè. Hiền cực kỳ hiền luôn không? Nè, gương mặt cậu nè. Wow. Cái này là giác vàng lá 24K đó. Vàng lá 24K luôn hả? Wow. Wow, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là chị Hồng Ngọc nha, chị chia sẻ chứ em à. Giác vàng lá 24K. Wow. Wow. Wow, quá trời. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Tấm hình nhìn mạnh ráng thiệt luôn á. Đúng rồi, cái tấm hình là như là trong mộ cậu luôn nè ha. Anh nhớ hôm bữa ta đem hai cái tấm đó tới là mình nghĩ hai tấm đó là to nhất rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đem cái tấm này tới. Tới này là khủng khiếp luôn ha. Khủng nữa. Wow. Quá khủng luôn. Đặc biệt nó thấy gì anh em? Mặt khóc mặt cười. Không cười. Đó. Lưu vô sân khấu. Lưu vô sân khấu đó. Thấy chưa? Quá đẹp đó mọi người ha. Không mà cái hình này nói như là cái anh họa sĩ này anh tạc cái bức tượng của cậu ra đẹp tuyệt vời luôn ha. Đúng rồi. Có gâu cậu nữa nè. Gâu thiệt của cậu mà. Gâu thiệt của cậu luôn nè. Wow cậu ơi. Ủa anh thấy nhìn ra đây giống như chim kiến cơm tiếng hay gì anh ơi. Này hả? Đúng rồi. Kiến hả? Đúng rồi. Kiến hả? Cập cập nữa ha. Này kiến hả? Ừ kiến. À, wow. Quả tấm này ơi. Chắc tiền hơi quá lắm ha. Tấm này cũng đẹp lắm nè. Ha. Wow tấm này. Wow. Quá tuyệt vời luôn ha. Quá tuyệt vời luôn. Ôi ôi. Hương tầm một kiếp nhã tơ. Nhớ hoài cậu hát lời ca cho đời. Vũ đạo quay dũng tuyệt vời. Tiếp tiếp tiếp. Linh linh gì? Chữ này chữ thư pháp khó đọc quá. Lung linh sân khấu. Lung linh sân khấu. Sáng ngời cải lương. Sáng ngời cải lương. Chữ thư pháp khó đọc quá cô chú ơi. Của cậu là pháp danh là Tâm Giác nè. Đâu đâu đâu. Đây, Tâm Giác đây. Thôi bây giờ mình trả lời với cái câu chuyện của mình đi ha. Bây giờ trả lời cái câu chuyện là bây giờ di chuyển ở ngoài đi, mình chia sẻ. Chờ. Là cái chuyện dân gian thì đương nhiên là dân gian thì ô nào là cái chuyện đương nhiên không thể chối cãi. Giờ trả lời cái câu chuyện chiều nay là rồi cô Tài Linh sẽ về đây. Đúng à, cô Tài Linh sẽ về đây và đặc biệt nữa thì sẽ có chị Bình Tinh, Vũ Lưng, có thể là Ngọc Quyền, Thổ Mỹ xuống đây đúng nữa. Rồi, đúng rồi. Như là chiều nay là như là những cái ngôi sao của gạo cội đúng rồi. Đã đến đây là bữa nay là 102 ngày của cậu xuống đây là để cái gặp 3D là có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt tháo thì anh em mình sẽ cập nhật cho cô chú xem. Còn hôm nay là chiều nay là như là
những cái lương gạo cội đến đây để thắp nhang cho cậu là 102 ngày, vì lý do là không đến được là do mắc kẹt show lưu diễn. Đúng không anh? Đó. Chắc có lẽ là kẹt show lưu diễn cho nên là bây giờ chắc lẽ là chiều nay sẽ xuống. Đúng. Xuống muộn. Đúng rồi, xuống muộn. Bây giờ mình sẽ quay vòng mình kết thúc video ha. Đúng rồi. Mọi người xem thì cho anh em xin một like và đăng ký ha mọi người ha. Thì anh em sẽ cập nhật tiếp video chiều nay để gửi đến mọi người ha. Bây giờ chắc lẽ thì em sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người xem thì cho em cùng với anh Quy Đăng, đúng không anh Quy Đăng? Rồi. Quy Đăng TV một like và đăng ký nha. Rồi chào tạm biệt mọi người ha.